lúc nãy là đầy, dĩa nào cũng đầy, bây giờ dĩa nào cũng cạn, nhiều quá nhiều quá, bụng nào cũng phì ra, nãy bụng nào xẹp bây giờ bụng nào cũng phì, coi nào bụng nào bụng nấy. Trời ơi, đồ ăn ủa nãy quay nó khác mà sao bây giờ nó khác cái gì trời. Người nào cũng nói nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá. Say hello on YouTube. Hello. Hello Bodhi. Hello Ganja. Nó Quỳnh nó không có nickname hả? Giờ không có nickname. Hello ears. Này là Shorty. Go Shorty. Đồ ăn sạch sức. Dư nè. Leon cũng ăn không nổi nè. Quỳnh bỏ nè, kêu ra no, bỏ nè. Take away. So what? I finished. Finish no more. Finish. Cut it all. Finish no. He just cut everything. Này là Hào bị cái gì con mắt bị gì vậy con? Không. Hello kìa. Quay kìa. Để lên YouTube kìa, cười rồi cho nó tươi chút nè. Trên bên Việt Nam người ta nhìn thấy. Công tử bạc mạng lên subscribe share my channel công tử bạc mạng. Ồ quay cả cái bàn nãy đồ ăn đầy mà giờ sao cái bàn nó kỳ. Đây là bếp tiền kêu nè đó, quay qua quay lại mà cũng 51 tuổi rồi thôi, cũng trẻ bon à, nhìn nó cũng trẻ. Thì Hồng 52 tuổi nè, thấy cũng trẻ như thường. Thấm 53 nè, 254 nè. 52 cũng trẻ. 55 kỳ vậy. Và này có 35 tuổi mà sao thấy già dữ vậy. Sao bữa nay nói đúng quá. Nó giỡn thôi, nghe lên YouTube người ta ta la nữa mất công. Subscribe nha, 35 tuổi mà già quá. Đây có 41 tuổi nè, đó.